bài tập trong bài thực hành xem đồng hồ này nha. Bài này giúp chúng mình tập xem đồng hồ, làm quen với số chỉ giờ lớn hơn 12 giờ, làm quen với những hoạt động sinh hoạt, học tập thường ngày liên quan đến thời gian. Bắt đầu làm bài tập đi nào bạn ơi! Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi. Bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.